Rồi, ok, hôm nay nhân dịp 5 anh em siêu nhân. À lộn, có 4 thôi, 4 anh em ninja. Còn thêm một anh em nữa mà bữa nay đang ở nhà làm xe, bữa nay không lên. Thì hôm nay là đội 5 anh em chơi chung, chơi 5 con ninja 400. Đồ chung toàn bộ một set full như nhau hết luôn. Thì ngoài những cái món đồ đột, lát nữa mình sẽ liệt kê ra. Thì bây giờ không quan trọng nhất, một cái không thể thiếu, đó chính là một cái phụ gia bỏ vào nhiên liệu một lần và mãi mãi, giúp cho chiếc xe mình có thể tăng ốc tăng, loại bỏ những cái tạp chất để mà chiếc xe có thể mạnh mẽ nhất. Và ngoài ra, nếu mà những ai mà sử dụng ở ngoài đường phố thì nó sẽ còn giảm lượng tiêu thụ xăng rõ rệt. Cái này là mình sử dụng 5 năm rồi và hôm nay mình có dịp mình sử dụng lại, mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn sử dụng. Bộ này là bộ Fit nha, Fuel Catalyst của Mỹ. Cái này của Mỹ 100%, chính hãng của Mỹ đã có giấy chứng nhận bên đó. Thì cái này là mình bỏ vô trong đó một lần một duy nhất thôi và không bao giờ phải lo lắng về xăng nữa. Cứ đổ xăng vô tự nó sẽ tăng octane và tự nó sẽ loại bỏ cặn bẩn, nước và những cái không tốt cho xăng. Bằng chứng là xe của mình để 6 tháng mở ra cái mùi xăng vẫn còn nguyên. Còn những chiếc xe mà không bỏ cái này thì nó rất là hôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào luôn cho các bạn xem. Thì trong lúc vừa bỏ vào thì mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu những cái món đồ trên xe luôn ha. Rồi đầu tiên không thể thiếu, một tay đua không thể thiếu, đó chính là cùm thắng Corsa Cota 15. Rồi cùm Corsa Cota 15 này sử dụng cho heo 1, một heo 2 bit hoặc là một heo 4 bit đều được. Rồi cái bộ nó là như vậy, 8 viên. Nó bỏ trong đây là kẽm. Nói chung là cái lưới này là lưới có vẻ bằng nhôm hay kẽm gì đó. Nói chung là sẽ không ảnh hưởng gì hết mà nó sẽ định vị được trong đây và nó sẽ tránh khua lắc. Rồi mình sẽ chỉ việc thả vào từng cái. Rồi một cái, hai cái, rồi bỏ vô thế là xong một xe. Rồi chiếc này thì có sẵn tay côn đồ chơi CRG. Rồi mọi người có thể nhìn ra là mình chiếc này là theo phong cách là đi trợ lực gắn dấu phía dưới, thì mình là sử dụng trợ lực ISS 68mm bắt dưới sườn đây. Đó, một cái cầm bắt phụng khá bắt dưới sườn trâu theo kiểu giống như xe đua, rất là gọn trên bàn thờ. Rồi qua tới tiếp xe kế tiếp. Rồi chiếc xe này thì cũng y như vậy, không khác gì. Nhưng mà ngoài ra các bạn có thể chú ý chiếc này ha, sẽ là có chống đổ. Toàn bộ các xe đều gắn chống đổ. Xe này gắn chống đổ là bao tập luyện luôn. Rồi và mình sẽ khui ra ha. Đây một bộ nó hai miếng. Rồi bỏ trực tiếp vào bình xăng, rất là đơn giản. Các bạn xài đi, bảo đảm là các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa trước và sau khi xài. Một bộ như thế này là 1,2 triệu nha mấy bạn. Và chúng ta mua trực tiếp từ trang web của Lớp 71 Việt Nam, luôn có hàng sẵn, nhập chính hãng trực tiếp từ Mỹ. Rồi để một lát nữa mình sẽ dọn rác sao chứ mình không bỏ ra đâu. Rồi qua tiếp chiếc này thì các bạn có thể thấy là ô liền không thể là một cái món phụ kiện là không thể thiếu được khi mà trang bị phục ô liền đằng sau. Tất cả các xe này đều gắn phụ ô liền, chiếc này còn chưa tháo bịch ni lông này. Đó, nguyên bộ ô liền mới và nguyên một dàn cổ bô full titan ở dưới. Một lát mình sẽ quay cái cổ bô full titan review cho anh em xem là một chiếc xe đua cơ bản cần những gì. Rồi bỏ vô luôn ha, bỏ trực tiếp vô luôn. Rồi và chiếc này thì sử dụng là trợ lực ISS mà mình bắt phía trên đó, nguyên bộ bát xin bắt phía trên. Phía trên thì nó sẽ có cái là tiện dụng, mình sẽ dễ chỉnh hơn, nhưng mà nhiều khi núp gió nó sẽ bị dướng cái cầm của mình á, nó sẽ không tốt. Có người thích núp nhiều thì có thể là bắt trên đây. Rồi và đây là chiếc xe cuối cùng, cũng là một bộ trợ lực bắt ISS phía trên luôn. Rồi đi kèm là một cái bình tăng tốc Akosato. À, ngon lành. Nói chung là cơ bản sẽ là vỏ, bô, cùm thắng, cùm ga, trợ lực và bát gác chân số gãy nâng cao. Đây là cái bộ bát số gãy CNC mình nâng cao nó lên, cái bát nâng thôi. Đó, với lại trợ lực ô liền phía sau. Đấy là cơ bản cho một chiếc xe đua có thể sử dụng được rồi. Rồi rất hy vọng là mọi người đã biết được một cái mánh để có thể tiết kiệm xăng, chỉ tốn 1,2 triệu một lần mà cho mãi mãi luôn. Mai mốt mình bán xe, mình đổi xe khác, mình có thể bỏ qua xe khác, không vấn đề gì cả, không tốn kém gì hết á. Rồi chào mọi người. À bây giờ mời các anh em trong đội đua sẽ ra, ai người nào lên xe người đó coi nè. Đó, mọi người bảo đảm là sẽ gắn bó với những tay đua này trong những giải tiếp theo. Đó, đầu tiên đó, chủ nhân một bạn Sơn. Ồ, Sơn đó, đây là các anh em trong đội đua nè, Sơn rồi Núi rồi đủ anh em luôn.
Đó, nguyên band này chuẩn bị sẽ hùng bá các đại hội đua xe sắp tới. Chào mọi người.